TikToker xe lăn vlog cáo ống, nhiều lần từ chối làm việc. Sở TTTT Hà Nội chưa trực tiếp làm việc được với TikToker V. M. L. do người này từ chối triệu tập, trốn tránh tiếp nhận thông tin. Ngày 28 tháng 3, tại họp báo quý y của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở TTTT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết. Sau khi nắm thông tin về vụ việc TikToker VML tố bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn hồi tháng 1, đại diện Sở TTTT Hà Nội đã làm việc trực tiếp với chủ quán phở này. Theo bà Hương, sau khi làm việc với bà Triệu Thị Thu, chủ quán phở ở phố Nam Ngư, Sở TTTT Hà Nội xác nhận thông tin trích xuất camera ở nhà bà Thu là hoàn toàn chính xác. Ngày 18 tháng 1, Sở đã mời chủ tài khoản TikTok VML lên làm việc. Tuy nhiên khi đang làm việc được nửa buổi thì người này lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, không ký biên bản làm việc và xin phép dời buổi làm việc vào lúc khác. Phó Giám đốc Sở TTTT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin tại họp báo. Sau đó người này không quay trở lại làm việc nữa. Chúng tôi đã trực tiếp liên hệ nhiều lần và phối hợp với công an địa phương gửi giấy mời 3 lần. Nhưng ông này từ chối, trốn tránh tiếp nhận thông tin và làm việc với Sở, bà Hương cho biết. Lãnh đạo Sở TTTT Hà Nội cho biết. Đến nay, thanh tra Sở chưa trực tiếp làm việc, do đó chưa thể kết luận được vi phạm. Nhưng căn cứ vào quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, nam TikToker vi phạm 2-4 nguyên tắc ứng xử chung trên mạng xã hội. Đó là việc tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử trên mạng xã hội. Phối hợp cơ quan chức năng trong việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Nhân vụ việc này, bà Hương nhấn mạnh hiện nay trên môi trường mạng, bên cạnh doanh nghiệp và cá nhân đưa thông tin tốt, chính xác, còn nhiều TikToker, người làm nội dung thông tin không chính xác. Những hoạt động này cần được chấn chỉnh. Trong cuộc họp cách đây 2 ngày ở bộ TTTT về nâng cao công tác quản lý mạng xã hội, đại diện các nhãn hàng cũng có tiếng nói chung không đưa nhãn hàng của mình lên các tài khoản bị đưa vào danh sách đen. Bà Hương đưa ra khuyến cáo. Phó Giám đốc Sở TTTT Hà Nội cho biết, với những người làm nội dung bẩn, doanh nghiệp không hợp tác quảng cáo thì các cá nhân này không có thu nhập. Do đó, Sở mong muốn những người như nam TikToker trên có trách nhiệm hơn khi tham gia môi trường mạng. Bài viết từng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, trên trang cá nhân, TikToker VML cho biết, anh cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội. Do bị liệt bẩm sinh, anh L phải ngồi xe lăn. Khi nhờ nhân viên bê xe qua bậc tam cấp, họ đã bị từ chối với câu trả lời quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Đến quán phở thứ hai, L cho hay đây là quán quen, hai người vào ăn bình thường. Chỗ ngồi nhỏ hẹp, L hơi chen vào chỗ bà chủ quán. Bà đứng phắt dậy, mắng nhân viên, ai nhận cái ngữ này vào đây ăn, nam TikToker kể. Sau khi nhận được câu trả lời từ nhân viên rằng bình thường anh L vẫn ngồi đây, bà chủ tiếp lời, không bán được, đã thế thì tôi đứng. Anh VML cho biết, bữa ăn nghẹn ứ ở cổ, thật khó nuốt, và chia sẻ bản thân đã quen với cảm giác này rồi, nhưng bạn gái nước mắt bắt đầu rơi. Ngày 15 tháng 1, trước những tranh cãi trên mạng xã hội về việc nam thanh niên bị quán phở từ chối phục vụ vì ngồi xe lăn, một trong hai quán phở đã trích xuất camera ghi lại sự việc. Theo camera tại quán phở gà trên phố Nam Ngư, Hoàng Kiếm, Hà Nội, TikToker VML và bạn gái đến quán, do đường đi quá hẹp nên chủ quán cùng nhân viên đã cùng nhau dọn đồ đạc và đổ phở bán hàng sang vị trí khác. Anh VML ngồi ngay phía sau chủ quán. Sau đó, khi họ ổn định vị trí, việc dùng bữa diễn ra. Họ dùng hai bát phở và một đĩa quẩy. Sau khi nam thanh niên cùng bạn gái dùng bữa xong, nhân viên quán tiếp tục hỗ trợ đẩy xe lăn của anh này ra ngoài. Chủ quán phở này khẳng định, L là khách quen, thường ăn phở vào buổi tối. Sáng ngày 12 tháng 1, L cùng bạn gái đến quán. Do lối vào quán nhỏ, trời mưa, chủ quán đã mời hai người ngồi quán cà phê đối diện rồi sẽ cho nhân viên bê phở sang. Nhưng bạn ấy vẫn muốn vào quán, chúng tôi tiếp đón bình thường, đại diện quán cho biết. L và bạn gái ngồi bàn đầu tiên. Phía sau lưng chủ quán, cạnh khu vực cân thịt gà. Chủ quán nhắc nhở L lần sau đừng ngồi vị trí này, gây khó khăn bán hàng. Bạn ấy sau đó tươi cười, ăn uống bình thường,
nhưng sau đăng bài lên mạng xã hội ám chỉ chúng tôi miệt thị là không đúng. Người này nói, chủ quán khẳng định không bao giờ dùng lời lẽ thô tục để đuổi khách, đặc biệt với người khuyết tật. Sau khi nhận phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, hiện tài khoản Facebook VML đã khóa bình luận.